Vừa đủ, đặt vừa đủ à, không có đặt dư. Đặt vừa đủ không có đặt dư. Là đồ ăn vặt nha các chị yêu ơi. Khô với bịch tôm khô, tôm đợt này quá đẹp quá ngon luôn các chị. Tôm 680 kg các chị đẹp nha. Tôm các chị nhớ để tủ lạnh giúp em nha, nhận hàng xong nhớ để tủ lạnh giúp em. Tôm 680 kg. Rồi. Rất là ngon đó chị. Tôm không có mặn nha các chị. Nè các chị nấu canh trộn gỏi thôi là ăn không, vẫn rất là ngon. Rất là ngọt luôn. Trưa nay em ra rồi ăn cho các chị. Gần Tết rồi. Để dành ở nhà chị. Lạp xưởng các chị nào đặt thêm đặt nha các chị yêu ơi. Lạp xưởng ngày mốt em trả hàng là hết luôn nha chị, em không có về đợt nào nữa nha. Lạp xưởng là em có lạp xưởng truyền thống 190 kg, lạp xưởng hầu lô với lạp xưởng trứng muối với tôm mai quế lộ là 200 ngàn. Lạp xưởng em có 4 loại chị Hương Mỹ. Lạp xưởng là em có lạp xưởng truyền thống là 190 nha, lạp xưởng hầu lô, lạp xưởng tôm mai quế lộ với lại lạp xưởng trứng muối. Giờ lạp xưởng em không có còn hàng nữa, lạp xưởng hết trơn rồi. Ngày mai em đặt bên lò rồi, ngày mai về hàng rồi sáng mốt em trả bên nha mấy chị. Tôm hùm ngon quá mấy chị ơi, càng ăn càng ghiền luôn á. Tôm hùm ăn ghiền luôn, ngon lắm. 680 kg. Tôm này vừa ăn thôi nha, không có bự nha mấy chị. Tôm nó cỡ này. Em thấy cỡ này là vừa ăn rồi, bự quá ăn không ngon. Em test mấy loại à. Hôm trước là có loại cồ luôn á, loại cỡ ngón tay cái em luôn á. Mà em thấy ăn loại này là vừa nhất. Với nó vừa giá tiền. Nó giá tiền nó mắc quá. Tôm khô là 680 kg nha, tôm khô 680 kg. Rồi tiếp tục chị là mực cán. Mực cán một hộp như thế này nó là 250 g, là 150 ngàn. Em ăn bữa giờ mà chưa hết nữa nè. Rồi lấy vô. Cái miếng mực nó dày vậy nè nha mấy chị. Cái miếng mực nó dày vậy nè. Mấy chị thấy rõ không? Chứ không phải là mỏng dính nha. Cái này nó sẽ có vị cay nhẹ. Cái này các chị ăn không cũng được, và các chị ăn cái chị uống bia rất là ngon. Tất cả là em làm hàng tươi hết nha các chị, hàng tươi sống hết nha, không có hàng đông lạnh. Chị Hạnh Thu hả? Đơn hàng có chị Hạnh Thu gửi chưa em? Kiểm tra đơn giùm chị coi. Chị Theo nó chưa giao hàng nữa kìa. Hả chị hỏi. Đơn hàng gì em gửi 2 ngày rồi đó chị. 2 ngày chị Hạnh Thu. Không. Tôm nó khác, hầu lô nó khác nha chị. Hầu lô là thịt heo. Còn tôm cô là mai quế lộ. Em hết đơn hàng ở đây rồi. Em mới đăng hình đó chị. Lạp tươi là lạp tươi mai quế lộ là nó có một loại một thôi, nó không có cái khác. Còn lạp xưởng thịt heo á là em có truyền thống với lại là trứng muối với hầu lô là nó có 3 loại. Còn tôm là chỉ có một loại thôi nha, tôm là cọng dài dài của mình á, tôm mai quế lộ. Để chút xíu em kiểm tra đơn chị Hạnh Thu ở bên Việt Theo, nó giao hơi chậm á chị, để em hỏi nó liền.
Đơn của chị em gửi chắc 2 ngày rồi. Để em kiểm tra đơn liền cho chị nè. Ừ, cái mực cán rất là ngon các chị yêu ơi. Ở xa thì giao nhâm mở sát bơm giao giao lâu vậy đó. Để em kiểm tra liền chị. Sát bên mà giao 3-4 ngày, 3 ngày, 2 ngày rồi chưa tới nữa. Em nhớ em gửi đơn cho chị rồi. Bữa lập xưởng về là gửi liền luôn đó. Em gửi bên bưu điện hay bên nào bé? Đơn chị Hạnh Thu á. Có gì theo chị tra đơn không thấy. Bưu điện hả? Phong Điền là hôm bữa. Hai bên không bên nào có đơn hết, kiểm tra giùm chị coi, gửi bên nào. Chị có đổi số điện thoại không chị Hạnh Khu? Chị Hạnh Khu có đổi số điện thoại khác không chị? Để em biết em tra đơn nha. Hôm bữa chị gọi cho em là em nhận đơn của chị luôn á, coi chừng mấy bạn ghi cái số điện thoại khác á, em tra chưa có lên đơn nè. Ok chị Hương Mỹ nha. Bữa chị gọi cho em là số đó là số của chị hay là số khác? Sao em tra em không có thấy nè. Kiểm tra đơn chị Hạnh Khu liền giùm chị đi em, chưa thấy đơn nha. Coi có sai số điện thoại không? Hả? Ủa sao chị cha nó không lên vậy? Đơn đang giao hả? Đơn của chị Hạnh Khu đang giao nha chị Hạnh Khu ơi, chờ giúp giùm em nha chị. Để chút xíu em lên em hỏi. Đơn đang giao hàng ngày 5 tháng 1 là bữa nay mới bưu tá mới nhận đi giao đó chị. Chị chờ giúp em nha. Lạp xưởng tôm là 200, chị đẹp lạp xưởng tôm là 200. Rồi bây giờ em chốt đơn nha. À, của chị Hương Mỹ, của chị Hương Mỹ là em chốt cho chị 1 ký lạp xưởng truyền thống với lại là 1 ký lạp xưởng tôm nha chị. Chắc trong chiều nay chị nhận được á chị, có gì chị lưu ý điện thoại với em nha chị Hạnh Thu. Lạp xưởng truyền thống là 190, lạp xưởng hầu lô, lạp xưởng tôm với lại là lạp xưởng trứng muối là 200. Chị đẹp nha. Em về đợt này nữa là em không có về lạp xưởng nữa nha các chị. Nên là lạp xưởng đợt này là em giao lạp xưởng nó sẽ hơi khô hơn những lạp xưởng lần trước nha. Để các chị để về cái chị nhận xong cái chị để vô tủ lạnh giúp giùm em. Là tới Tết mình sử dụng ok các chị nha. Nên đợt này em giao sẽ hơi khô hơn những đợt trước tí xíu. Rồi mực cán nha các chị đẹp, em có mực cán nè. Mực cán là 150 một hộp 250g, rất là ngon luôn. Lạp xưởng khô nha. Đợt này nói chung là
Em mua là em mua lạp xưởng tươi, nhưng mà về em phơi lại cho cái chị, em phơi lại hai nắng nữa là em mới gửi đơn hàng cho mấy chị nha. Nó sẽ khô hơn mấy đợt trước chứ không có khô, không có khô nhiều. Cơm cháy em có nha chị, cơm cháy em có à. Đây cơm cháy 90.000 một túi, rất là ngon luôn. Cơm cháy này về cái chị mua, cái chị để dành Tết cũng ok luôn nè. Đây em cũng đang ăn cơm cháy rất là ngon. Rồi cơm cháy là 90.000 một túi, một túi nó là 300g ha. Cơm cháy, cơm cháy sấy chà bông không có dầu mỡ nha cái chị. Mực, mực xé giúp em. Mực xé cái này là em vô học cho mấy chị hết rồi, còn cái dụng em để lại nè. Nội dụng để lại, em để lại, em like em dùng. Rất là ngon luôn nha các chị, thơm, thơm hút à. Mực xé nước dừa là 390 một ký, rất là ngon đó chị. Nó mềm mà nó rất là ngon luôn. Cơm cháy, ủa quên lộn, mực xé chứ em. Lạp xưởng tôm đâu có mỡ chứ. Chị thấy ngọc nhiên lạp xưởng tôm mà. Lạp xưởng tôm đó là em lấy lạp xưởng tôm Sóc Trăng đó, rất là ngon. Tôm mai quế lộ nha. Ủa đơn của chị Tiết La Tiết Vân nhận không được. Rồi cái đơn cuối cùng đó nó đi về đâu chị La Tiết Vân ơi? Cái đơn đó cuối cùng là hoàn lại cho em nữa hay là sao vậy chị? Không có cay nha chị Lê Hằng ơi. Tẩm nước dừa thì bình thường cái mực của mình nó đã có vị ngọt rồi. Chị cái này mình ăn là nó sẽ hơi ngọt nha. Mực đó nó ngọt, còn cái này tẩm thêm gia vị nữa, rồi thêm nước dừa nữa là nó ngọt nha. Nói chung là cái vị của nó vừa ăn á, chị mình ăn không á, mình ăn ở mình cái này chứ chị trộn gỏi cũng được, chứ không phải là ngọt ngay nha. Tại vì cái này nó là món mặn chứ nó không phải là món ngọt. Còn nó ngọt là nó ngọt cái nước dừa với nó ngọt cái mực của nó, còn cái này thì không có cay. Đơn trừ rồi và cuối cùng cái đơn đó là hoàn về cho em nữa hay là sao vậy chị? Em không nhớ luôn á. Cái đơn đó là mất tiêu luôn. Lạp xưởng trứng muối mà 200.000 một ký chị. Lạp xưởng trứng muối là 200. Rất là ngon luôn, mực xé á chị. À, xé cái này là em, cái này là nó dụng nè, chị thấy nó còn bình thường em vô cho các chị là nó sẽ nguyên sợi, nguyên sợi. Ừ. Cái này ha, cơm cháy trà bông là 90.000 một túi chị, một túi là 300g với em nha. Rồi dồn đơn nửa ký mực cho má Hương. Bé ơi má Hương thêm nửa ký mực nha bé. Má Hương, chị để riêng ra nè. Chà bông với chị, chà bông ngon lắm luôn. Chà bông một hũ về là nửa ký nha. Nửa ký rất là nhiều, nửa ký nhiều lắm. Tại em vô một cái hộp là thường là mình sẽ nén xuống á. Cái đơn hàng của chị là đâu mất tiêu luôn á chị La Tiết Vân, em không thấy đơn hàng luôn. Chị mua đi chị, rồi em trừ nha, em trừ cho xong luôn đi, còn không em nạp cạc em trả lời cho chị cho hết 100.000 đó đi, em không có thích thiếu nợ cái chị đẹp nhà em. Đơn hàng nào mà em giải quyết nhanh gọn lẹ rồi, cái chị nào mà em còn thiếu nợ, chị nào đó vui lòng nhắc giùm em nha, nhắc giùm em. Xong rồi là em giải quyết cái đơn nào cho nó xong cái đơn đó luôn mấy chị. Cứ để nó cứ đợi hoài, cái chị đừng đợi. Nếu như mà lỡ lâu quá, thấy lâu quá mà chị không có đặt hàng hoặc là đơn hàng gì đó hơi lu bu tí xíu thì cái chị vui lòng cái chị nhắc giúp giùm em. Em cọc cạc, em nạp cạc cho cái chị ha, hoặc là chị nào có số tài khoản thì đưa em chuyển khoản em trả luôn nha. Để nó cứ dây dư hoài thì em không thích là nợ hoài. Và nhiều khi lâu ngày giờ hắn em quên nữa em lại mắc nợ mấy chị.
Hay là có gì thì nhắc giùm em. Rồi, cái này là trà bông giúp em nha các chị đã. Chú lại bé ơi. Trà bông. Trà bông là 450 một ký. Rất là thơm và rất là ngon luôn nha các chị đẹp nhà em. 450, rất là ngon luôn. Một hũ nửa ký là 225 ngàn, hũ này rất là nhiều. Trà bông này là các chị khỏi cần phải tự làm nữa các chị, mua đi. Ngon như là nhà mình làm nữa. Mà mình đỡ mất công nữa, tính ra giá thành nó cũng ngang ngửa nhau à. Chị Lê Hằng, một hộp mực và một cơm cháy. Chị lấy cơm cháy cay hay là không cay chị Lê Hằng ơi? Em lấy cơm cháy không cay cho chị nha. Em lấy cơm cháy không cay, còn mực tẩm này là cay nha chị. Cái mực tẩm này là cay nha, còn cái mực xé nó mới là không cay. Mực xé nó mới không cay, mực tẩm này là em vô hộp sẵn, một hộp nó 250g là nó là 150. Còn mực xé chị mua bao nhiêu thì em cân cho chị bao nhiêu. Cái mực tẩm này là cay, còn cái mực xé là nó không cay. Đó. Ok, bé làm chấm nước tương hả? Chấm nước tương nhậu là đúng bài luôn hả? Không, à, ấy em nhắc chung cho mấy chị luôn á. Để lâu quá em quên, em thiếu nợ. Còn cái đơn hàng của chị em không biết là nó đi đâu về đâu luôn. Chứ đẹp em không nhận được luôn. Ở đây chị nhắc em giật mình luôn á. Em tưởng đâu là chị nhận được rồi á. Có một bộ dập ly màu da bé. Có một bộ dập ly màu da chị nào chốt á. Hả? Màu hồng hả? Màu hồng là không có rồi. Chị không có la dập ly. Nay khỏe chưa chị La Tuyết Vân ơi? Nay khỏe chưa chị đẹp? Sao nằm viện lâu dữ vậy? Em còn thiếu nợ chị nào nhắc em nào em trả trước Tết nha mấy chị. Đừng để em thiếu nợ tới năm sau tội nghiệp em. Em nợ sợ thiếu nợ lắm. Bình Dương đi đêm được rồi chị Lý Trung Thị. Đóng cửa lại bé ơi. Bé đóng cửa lại bé. Chị Lê Hằng hỏi em gì chị? Mực tẩm là mực tẩm, mực xé là mực xé. Hai cái nó khác nhau nha. Cái mực xé nó khác với mực tẩm chị, nó không có giống nhau. Mực tẩm là mực cán á. Có nghĩa là cái mực xé là nó tẩm cũng vừa ăn cho mình rồi, nhưng mà nó không có cay, chị hiểu không? Mực xé này là mực xé nước dừa, có nghĩa là mình sấy với nước dừa giúp em, và cái vị của nó là mình đã nêm nếm nó vừa ăn rồi, chị đẹp nha. Nhưng mà nó không có cay, em nhắc lại. Rồi, còn cái mực cán này á, là nó cũng tẩm gia vị cho mình nhưng mà nó sẽ cay. Rồi, chị thích, muốn lấy cái nào thì em lấy cái đó. Mực cán là mực cán, còn mực xé là mực xé. Hai cái loại nó hoàn toàn khác nhau, nó không có giống nhau. Rồi, mực cán là 150.000 một hộp, 250g. Còn mực xé tẩm nước dừa là 390 một ký. Các chị mua bao nhiêu thì em cân bao nhiêu. Mực cay là một hộp là 150 chị. Cái miếng mực của nó dày vậy nè, nó không có mỏng như các cái loại mà các chị mua ở ngoài nha. Ở ngoài tạp hóa hoặc là các chị mua ở những cái chỗ mà đóng sẵn á, là cái miếng mực của nó sẽ rất là mỏng và nó nhỏ nhỏ. Còn cái này là em cán ra mực nó rất là to luôn nè. Và cái miếng mực của nó dày nha. Nó dày, cái này thì nó sẽ hơi cay một tí xíu. Nó có vị cay đó, còn cái mực xé thì nó không có cay. Rồi tiếp tục để giới thiệu cái gì cho các chị nữa đây. Vi cá. Vi cá em còn được có 2 bịch tầm. Các chị cái cá em còn được có 1 ký rưỡi nè các chị, 1 ký rưỡi 2 ký gì hả? Đây là túi vi cá nửa ký nè, rất ngon luôn. Vi cá đợt này vi cá tẩm ướp ớt á em không có. Còn cái này là vi cá trắng nha, vi cá trắng là em cũng ướp gia vị cho các chị vừa ăn rồi. Các chị muốn ngon hơn nữa thì sau khi nướng hoặc chiên á, các chị chấm với tương ớt giúp em thì nó sẽ rất là ngon. Cái này là các chị ăn nó giống như là sụn vậy đó. Sụn với gân vậy đó. Các chị nhìn như thế này các chị thấy nó không hấp dẫn, chứ các chị nghĩ nó dai đúng không? Không có. Các chị chiên hoặc nướng lên đi nó sẽ rất là mềm. Mà ăn cái vị của nó không làm cho mình bị ngán.
vi cá, có nghĩa là con cá có hai cái vi hai bên đó, mình lấy mình làm khô ha. Rất là nhiều, nửa ký, cái này là 390 ký, túi này là nửa ký là 195 ngàn, túi này 195 ngàn, rất nhiều luôn nha chị. Nhìn nó vậy đó chứ nó nhiều lắm, hay là nửa ký nè các chị. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị gửi mẫu cho mấy bạn giùm em đi chị. Dập ly màu hồng ống nhỏ thì em còn, nhưng mà chị lấy kiểu gì, kiểu cánh tiên hay là kiểu có tai hay là sao? Dạ đúng rồi, mực cán thì nguyên một miếng bự như vậy nè, thì mình ăn mình xé ra nhỏ nhỏ vừa ăn đây nha chị nè. Mực cán là về mình ăn rồi mình xé ra nó là nguyên miếng, mực cán nguyên miếng, còn mực xé thì người ta xé sẵn mình ăn mình cắn ra. Mực xé, mực xé nửa ký, lạp xưởng trứng muối 1 ký, ok em chốt cho chị Yến Oanh nè. 1 ký lạp xưởng truyền thống, 1 ký lạp xưởng trứng muối em chốt cho chị Nguyễn Linh. Đơn này chút xíu các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị luôn, để em tổng hợp cái đơn lập xưởng nha các chị. Để em tổng hợp đơn lập xưởng xong rồi là em sẽ đặt hàng về ngày mai em trả, ngày mốt, sáng ngày mốt em sẽ trả đơn cho các chị là cái đơn lập xưởng, cái đợt lập xưởng cuối cùng luôn, em không có về lập xưởng nữa. Ok, chị La Tiết Vân. Tôm khô có, chị may mắn, tôm khô em có nha, tôm khô 680 ký. Tôm khô đợt này rất là đẹp và rất là ngon luôn. Dạ có nha chị Mộng Nguyễn ơi, mực xé các chị mua bao nhiêu em cân cho các chị bao nhiêu. Chị có cái mực cán này là nó vô hộp sẵn rồi, nên là các chị phải mua nguyên hộp, hộp này là 150, 250 gram. Còn mực xé các chị mua bao nhiêu em bán bao nhiêu. Ok chị Lê Hằng, chị Lê Hằng thích ăn cay hả? Em tưởng chị ăn cay không được. Vậy cơm cháy chị lấy cay hay là không cay chị? Ờ à, cơm cháy cay em thấy rồi, quên sao đi chị, không để ý. Ok em lấy cho chị cái này. Đơn này là em gửi cho các chị luôn nha, có hàng là em gửi luôn về. Hai cái này là chị để ở ngoài đều được, khỏi để tủ lạnh nha chị Lê Hằng. Hai này là hàng mình xử lý, mình sấy khô hết rồi, nên là chị cứ để ngoài, để ngoài là được 2-3 tháng đó. À, nếu như mà chị có dùng á thì cái nào mà mình dùng thì mình để riêng ra giùm em. Nhiều khi mình mở ra mở vô á thì cái hạn sử dụng của nó sẽ ít lại, với lại là mở ra mở nhiều vô nhiều thì không khí nè, với nhất là tay của mình nhiều khi bị ẩm chứ nó không có vệ sinh á, mình đưa vô đưa ra thì nhiều khi nó sẽ không có được bảo đảm. Nên là nếu mà chị để tới Tết chị sử dụng á thì cái gì thì chị cứ để nguyên bịch bình thường là giúp em. Còn nếu mà mình dùng thì mình cố gắng mình kỹ tí xíu giúp em ha, để cho mình bảo quản nó lâu với cái nó ngon hơn. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị gọi lại cho mấy bạn đi chị, để mấy bạn nhà em lấy ra nha, mấy bạn đang chốt đơn đó, gọi cho mấy bạn giùm em đi ạ. Nửa ký vi cá em chốt cho chị Nguyễn Thủy. Thủy Thủy ơi, em mới chốt đơn cho chị Nguyễn Thủy đúng không? Chị nào hỏi bộ màu hồng đó, hồng dập ly hả? Ủa vậy hả? Rồi ok chị Nguyễn Thủy nha, để em bấm cái bill của chị chút xíu, mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị xong rồi mấy bạn sẽ lấy đồ cho chị luôn. Tôm khô ngon lắm, em cảm ơn chị Kim Hương Đinh rất là nhiều. Nửa ký tôm khô cho má Hương. Mực xé nửa ký bao nhiêu em? Gà, khô gà chút xíu em về, khô gà lò đang giao qua, mới sấy xong luôn, đang chuẩn bị giao qua chị. Một hộp khô gà là 185 ngàn, 370 một ký, 370 một ký một hộp, là nửa ký là 185 ngàn như chị Hương Mỹ nha. Mực xé một ký là 390 chị. Tôm khô ngon lắm, tôm khô mà các chị dùng không cũng ok luôn nha, nó rất là vừa ăn, nó không có bị mặn đâu ạ. Nửa ký tôm khô em chốt cho chị Yên Ngô. Cái này các chị mua về đã tốt được rồi, tại vì cái này em về tôm khô với mực xé chắc em cũng về thêm đợt nữa là em sẽ ngưng, em không về nữa. Nửa ký khô gà em chốt cho chị Cẩm Hằng. Trà bông, các chị mua trà bông đi, để Tết về có ăn với bánh mì hay là ăn với gì đó.
ăn với bánh mì chà bông nè, hoặc ăn với cháo trắng cũng được, hoặc là các chị đẹp nhà em ăn với gì khổ qua, khổ qua mà mình sắc mỏng mỏng nha, để lạnh ăn với chà bông à. Món ăn mà đỡ ngán. Dạ cho chị Nguyễn Thủy, nửa ký mực xé em chốt cho chị Yên Ngô, nửa ký mực xé một hộp một cán, nửa ký lạp xưởng truyền thống ok chị Huỳnh Hồng, một ký lạp xưởng tôm, một bịch cơm cháy không cay ok 300g mực xé em chốt cho chị Thái Ngọc Duyên. Chị Thái Ngọc Duyên ơi, đơn hàng tầm khoảng thứ ngày mai, ngày mốt em trả đơn nha, mốt em trả đơn hết tiền. 10 giờ dễ dành dùng Tết đi chị. Tôm 680 một ký chị Phạm Kiếm. Chị Lê Hằng ra chút xíu chị đọc địa chỉ cho mấy bạn giùm em nha. Chút xíu đọc địa chỉ. Nửa ký tôm khô một hộp trà bông em chốt cho chị Phượng Hoàng Nguyễn học. Ừ, tôm khô mà. Tôm khô bên em con nó không có lớn nha, con nó vừa vừa thôi mấy chị. Nhưng mà em thấy vừa vừa như vậy là nó dễ ăn. Nó không có bự lắm nha. Em thấy tôm bự chứ không ngon bằng tôm này, tôm đỏ này ăn ngọt mà ngon. Một ký mực xé em chốt cho chị Nguyễn Chính. Khô cá lỏng em còn được có nửa ký rồi chị. Khô cá lỏng em còn được nửa ký khô cá lỏng ướp. Anh cho chị Cẩm Hằng, trà bông một ký là 450, một hũ này nửa ký các chị đổ bung ra nó nhiều lắm. Trà bông là em cam kết với các chị luôn là em làm thịt heo tươi nha, thịt heo có nghĩa là mới mổ ở trong lò ra, 5-6 giờ sáng là giao qua tới lò để em làm, rửa làm ráo xong là lên lên ướp là sấy. Nước mắm là em dùng nước mắm Phú Quốc cho các chị luôn, rất ngon. Nên là trà bông này các chị không cần phải tự làm nữa, tự làm cực lắm. Với lại là mất thời gian, thứ hai nữa là tính ra tiền công nhiều khi nó còn nhiều hơn cái chị mua nữa. Rất ngon luôn và rất là thơm, mà nửa ký rất là nhiều nha. Do em để trong cái hũ này nó đang vẽ lại đó. Trà bông rất là thơm luôn. Đây, này là cái hũ còn lại em dùng nè. Ok má Hương. Ok chị Hương Mỹ. Chà bông 450 một ký đó chị. Dạ ok chị Thái Ngọc Duyên có hàng em gửi. Chà bông nửa ký dồn đơn. Dạ dồn em ok chị Yến Oanh em dồn đơn cho chị. À chị Lý Trung Thị đặt hàng hả? Không thấy. Đẹp. Nãy giờ em không thấy chị Lý Trung Thị ơi, chị Lý Trung Thị đặt lại giúp em với. Em thấy chị hỏi. À rồi em thấy rồi nè, cho chị nửa ký lạp xưởng trứng muối, nửa ký trà bông, hai bịch cơm cháy rồi. Ok chị Lý Trung Thị, em thấy đơn của chị à. Rồi em thấy rồi chị Lý Trung Thị. Tôm khô là 680 một ký chị. Dạ ok chị Nguyễn Thủy. Lạp xưởng là em có 4 loại. Lạp xưởng heo là em có 3 loại. Lạp xưởng tôm em chỉ có 1 loại thôi. Lạp xưởng heo là em có lạp xưởng truyền thống là 190, lạp xưởng hầu lô với lạp xưởng trứng muối là 200. Lạp xưởng tôm Mai Quế Lộ là em là 200.000 luôn. Nửa ký tôm khô em chốt cho chị May Mắn. Chị Diễm Kiều ơi, chị Diễm Kiều chốt 185 là gì vậy chị đẹp? Chị chốt cái gì vậy? 300g trà bông luôn, ok em chốt cho chị Nguyễn Thủy. Đấy nửa ký luôn đi chị Nguyễn Thủy, em vô hộp vậy là nửa ký luôn rồi nè chị. Đấy nửa ký luôn đi, rất là ngon. Để dành mình dùng nha. Ngon lắm. Trà bông là em bán quanh năm luôn á, trà bông với cơm cháy. Có mấy bé chị khách của em có cháu ngoại mua cho ăn xong giờ chỉ làm trà bông ở nhà, nó không ăn, nó kiếm trà bông này ăn không à. Nén nửa ký luôn đi chị, một ký là một hộp nè, nhiều lắm. Để mình dùng ăn với dễ ăn lắm, ăn với cơm trắng cũng được, ăn với cháo trắng, rồi ăn sáng mà các chị ăn bánh mì á, ốp la hoặc là chả lụa gì cũng được, để thêm với trà bông vô rất là ngon. Trà bông nửa ký cho chị Hương Mỹ luôn.
Nửa ký trà bông, nửa ký mực xé em chốt cho chị Phạm Tuyết à. Dạ ok chị. Chị Hương Mỹ ơi, đợt này có lấy táo đen không? Táo đen em còn được 5kg nữa là em hết rồi đó. Nuôi về để dành dùng Tết chị. Dạ ok chị Nguyễn Thủy, em dòm đơn gửi chung với đơn đồ luôn chị. Tôm khô 680 1kg chị Minh Tâm. Mực cán là 150 một hộp chị, 150 một hộp 250g. Đây là một hộp mực. Mực cán là một hộp vậy là 250g nè. Mực cán tẩm gia vị 150.000 250g. Còn mực xé là mực xé tẩm nước dừa là 390 kg. Nửa ký mực xé em chốt cho chị Phượng Hoàng Nguyễn. Một ký lạp xưởng truyền thống em chốt cho chị Nguyễn Thủy luôn. Chị nào có đơn lạp xưởng thì ngày mốt em mới trả đơn nha chị. Ngày mốt em trả đơn cho mình nha. Tại lạp xưởng em phải đặt. Em đặt hàng xong rồi về em phơi lại cho cái chị cái nữa rồi xong rồi em mới đi đơn. Tôm khô ăn bị ghiền luôn á. Tôm khô rất ngon chị. Ngọt lắm. Khô gà chút xíu nữa em về. Nói chị của em cũng đang chờ chờ nè. Lò nó 2:30 dao mà em chưa thấy nè. Mực cán một bịch cho chị Cẩm Hằng. Quên em quên giới thiệu cho chị nha. Chị nào có ăn táo không? Tết năm nay các chị có thể là khỏi mua mứt. Các chị dùng tàu mứt táo cho các chị. Táo này ăn vừa bổ mà vừa ngon nữa. Táo đen, đợt này em về táo đen không à, em không có về táo đỏ. Tại vì táo đỏ thì các chị dùng để các chị hầm gà, hầm thuốc bắc rồi đó. Còn đợt này em về táo đen ha. Táo đen này các chị hầm cũng được. Nhưng mà nó không có ngọt như táo đỏ nha. Táo đen này thì nó ăn nó sẽ có hơi cái vị ngọt nhẹ thôi, ngọt ít. Rồi nó hơi chua chua tí xíu, nghĩa là em thì em không thích ăn ngọt. Thì em thích ăn cái táo đen này hơn là cái táo đỏ. Tân khô em có một loại một hả chị? Em có một loại một hả? Tôm khô con dừa hả chị? Không có bự. Tôm này con à, con có cả này nè. Cơ chị Trâm mà chị Trâm Nguyễn. Bạn nào mới chốt đơn cho chị Trâm Nguyễn thêm nửa ký trà bông nè bạn ơi. Để vô luôn dòng đơn cho chị luôn nè. Táo đen nha các chị, rất là ngon luôn đó chị. Trang 9kg à. Rất là dẻo. Ăn cái này là vừa bổ, vừa đẹp da nè. Vừa tốt cho phụ nữ nữa. Ăn không bị ngán. Khỏi ăn mứt mới chị. Mứt ngọt lắm. Dễ tăng cân. Thơm á. Cái này các chị hầm cũng được ha. Chị ăn không vậy được, để tủ lạnh hay gì đó. Hơi lạnh lạnh á, ăn ngon lắm. Ê ơi, vô ăn lị ghiền. Rất là ngon. Hàng mới lắm nha các chị đẹp nhà em. Em ngày nào cũng hai bao bóc. Ăn cả chụp trái. Ngon lắm. Khô gà 370 1kg. Em cũng vô hũ nửa ký luôn nha các chị. Em cũng vô hũ nửa ký luôn. Cái trái này nó không có hạt luôn á chị. Có táo em vô bịch nửa ký hết. Cái này nó không có hạt luôn. Táo là em vô nửa ký hết cho các chị á. Em còn khoảng 5kg nữa là em hết rồi. Nửa ký táo đen em chốt cho chị Phượng Hoàng Nguyễn nè. Một ký táo đen em chốt cho chị Nguyễn Chính. Nửa ký táo đen cho chị Phạm Tuyết. Ngon lắm, về cái chị để tủ lạnh nha. Để chị dùng. Cái này là người tiểu đường dùng được luôn á các chị. Táo nó rất là dẻo. Dẻo nhẹo à, không có bị bọt. Ok chị Hiền Nguyễn, một hộp trà bông. Hộp xưởng trứng muối nửa ký, hộp xưởng tôm.
Lạp xưởng trứng muối 500g. Lạp xưởng tôm, một hộp mực cán. Ok chị Hiền Nguyễn. Nửa ký táo đen em chốt cho chị Lý Trung Thị. Trái táo ngon lắm chị. Em là không phải, em không thích ăn đồ ngọt á. Mà Tết năm nay mà trên cái dĩa mứt của mình mà cái chị để thêm cái này nữa, em nghĩ là món này sẽ hết trước. Rất ngon luôn, ngon lắm. Ok chị Tuyết Nhung, em chốt cho chị Tuyết Nhung. Cái chị để ở bên ngoài thì cái chị bảo quản tầm khoảng được 2 tuần ha, 2 đến 3 tuần, còn cái chị để vô ngăn mát tủ lạnh thì tầm 3 đến 6 tháng nha mấy chị. Ok, nửa ký trà bông, nửa ký táo đen em chốt cho chị Nguyễn Ánh Hồng. Nửa ký táo đen em chốt cho chị Cẩm Hằng. Táo đen là 190 một ký chị, 190 một ký. Ngon lắm. Ăn cái này vừa bổ, vừa đẹp da, vừa tốt. Người sau khi mà bệnh vừa hết bệnh xong nè, rồi thiếu máu nè, rồi cái chị ăn để đẹp da nè, phụ nữ mang thai nè, đó là cái chị sử dụng táo đen với táo đỏ là ok ha. Táo đỏ thì các chị thường là các chị dùng để các chị hầm, còn là các chị hãm với chè để chị dùng. Còn táo đen này thì các chị có thể là ăn không được, hoặc là các chị hầm cũng được. Tại vì nó không có ngọt nhiều nên ông nó không có bị ngán như là táo đỏ. Táo đỏ thì nó ngọt lắm, táo đỏ ngọt hơn táo này. Khô gà lá chanh em có chị Hồ Đào, chút xíu nữa em về hàng. Lò mới vừa sấy xong, lò mới báo nó chút xíu giao hàng, em cũng đang chờ nè. Khô gà là 370 một ký. Hiện tại là em hết trơn khô gà, để em đưa mẫu lên cho chị coi rồi. Hết khô gà rồi. Giờ là còn cơm cháy, mực té, trà bông, vi cá. Khô đợt này em chỉ còn vi cá cho các chị à. Cá đỏng thì em còn được có nửa ký à. Nửa ký táo đen em chốt cho chị Nguyễn Thủy luôn. Khô gà ngon lắm các chị, khô gà rất là ngon nha. Gà là em cũng làm gà tươi cho các chị luôn nha. Gà nóng chứ không phải là hàng đông lạnh. Tất cả hàng là em không có làm hàng đông lạnh. Khô hay là mực hay là này kia đều là em vẫn làm sống cho các chị luôn. Có nghĩa là ngay cả cái con cá đỏng á, con cá đỏng em làm cho các chị là con cá đó nó còn sống luôn. Nên là cái thịt của nó lên nó sẽ rất là trong. Nó trong và cái gì ăn nó vẫn còn cái vị ngọt thanh của cái thịt cá. Rồi chị Phượng Lê, chị Phượng Lê là nửa lạp xưởng trứng muối 1 ký với lại là nửa ký khô gà. Ok chị, một hộp khô gà cho chị Hồ Đào. Ok chị Hồ Đào. Táo 190 một ký chị Bích Chi. Táo đen nha chị đẹp, em còn táo đen không à, như táo đỏ không biết em còn không nữa. Táo đỏ chắc nếu mà em còn chắc em còn được nửa ký, táo đỏ thì 210. Nhớ. À, táo đỏ em còn được có 200g thôi đó chị. Táo đỏ em còn được có 200g thôi. Chị táo đỏ em á, à táo đỏ em còn được bịch nửa ký nè. Táo đỏ em còn được bịch nửa ký. Này táo đen luôn rồi. Rồi táo đỏ em còn được nửa ký táo đỏ đó. Chị đẹp nào lấy không? Nửa ký táo đỏ. Còn có nửa ký nè các chị, nửa ký táo đỏ với lại là 200g nè. Alo gì Diệu Nghi ạ? Nửa ký mực xé với nửa ký táo đen. Dạ. Chị Diễm Kiều. Dạ dạ. Rồi rồi. Chưa, chị chờ em xíu, chị chờ em xíu. Nửa ký táo đen với lại là nửa ký mực xé. Dạ đúng rồi. Dạ vậy hả chị? Vậy là nãy chị có bình luận ở trên live đúng không? Rồi chút xíu mấy bạn nhà
Dạ, chút xíu mấy bạn nhà em gọi lại cho chị nha. Dạ. Dạ 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 dạ. Ok chị Phượng Lê, nữ ký táo đen, chị đẹp nha. Đúng rồi, em chốt cho chị nữ ký táo đen á, em hiểu mà. Chút xíu mấy bạn nhà em gọi lại cho chị một cái nữa để xác nhận đơn xong rồi em mới lên bill cho mấy chị. Khô gà một hộp nửa ký là 185.000 như chị Nguyễn Bích ơi, còn mực xé nó là chị mua bao nhiêu em cân cho mình bao nhiêu nha. Mực cán thì một hộp của nó là 150, 250g. Mực xé thì 390 ký. 300g tôm khô em chốt cho chị Nguyễn Thủy luôn. Ok chị Nguyễn Thủy. Táo ăn ghiền thì có mấy gì ăn ghiền lắm em mà chưa mà hơi buồn buồn miệng tí xíu là cứ thèm táo, muốn mấy táo ăn không à. Nè quên giới thiệu kem kít cho mấy chị nữa, kem kít em đang thanh lý chị, em đang thanh lý kem kít 250 một hộp, giá công ty là 649.000. Rồi bây giờ em không có làm bên cái hãng đó nữa tại em không có thời gian em đầu tư. Không có đầu tư thời gian vô được nên là nhiều quá là em không có ôm hết, nên là em đang thanh lý cho các chị ha, em còn tầm khoảng 30 hộp nữa. Hay là chị đẹp nào xài cái chị chốt đi 2-3 hộp để dành đi các chị, đáp nó còn xa lắm. 200g táo đỏ cho chị Nguyễn Thủy luôn. Kem kít là nó sẽ cung cấp ẩm nha các chị nè, nâng cơ, xóa nhăn, chống lão hóa. Khi mà da của các chị khỏe rồi tự động nó sẽ đẹp và nó sẽ trắng lên nha. Chứ không có cần phải kem là phải sử dụng kem trắng. Da khỏe, da đẹp là cái da của các chị là nó được cung cấp ẩm đầy đủ nha. Không có mụn này kia rồi là da của mình nó khỏe, tự động nó sẽ đẹp lên. Đặc biệt là cái kem này nó có chống nắng luôn, nên là các chị xài các chị khỏi cần phải xài kem chống nắng. Chị nào mà lười lười bôi kem đó, sử dụng hộp kit này với serum là ok rồi. Tôm khô là 680, chị đẹp, tôm khô là 680. Tôm khô rất là ngon. Tôm khô đợt này về đẹp. Màu tôm nó cũng đẹp mà nó không có mặn nha, nó lạc, nó vừa ăn hả các chị. Tôm khô này khi sau mà các chị nhận á, các chị nhớ để vô tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh giùm em nha. Tại vì em làm em không có bỏ chất, không có để chất bảo quản, với lại là em làm không có mặn, nên là các chị đừng để ở ngoài, để ngoài bảo quản không có được lâu. Để em mới học kem tiếp em sử dụng như mấy chị. Em nhớ em có khui gần hộp mà tâm để đâu ta. Các bạn nào thấy cái hộp kem tiếp của chị đâu không bạn? À thấy rồi. Hai trăm rưỡi mà mấy chị, em thanh lý giá rất là rẻ luôn. Hàng này là hàng em thanh lý nha. Một hộp kem kít ở trong đây nó là 50ml chị, 50ml. Thường giờ nó xài ml không mà tại vì nó là dạng sữa, nó dạng giống giống như sữa chua vậy đó. Nó không phải là kem nén nha, kem nén thì thường chị sử dụng ga. Nhưng mà riêng về cái kem mà dạng sữa đó thì các chị sẽ nó sẽ để mi rất là nhiều. Em thích cái kem này có một cái là các chị xài á, các chị có thể là không có cần phải xài thêm kem chống nắng, tại vì thường bình thường các chị sẽ ít có khi nào mà xài kem chống nắng thêm lắm, các chị xài tới kem dưỡng là các chị ngưng à. Ok chị Nguyễn Chính nha, chị không chốt thì nói với mấy bạn nhà em bỏ ra chị, không sao hết. Hai hộp khô mực cán hả chị Thao Đặng ơi. Ok, mực cán đúng không chị? Mực cán nha. 150 một hộp, hộp này thì nó sẽ có cái vị cay nha, còn mực xé thì nó sẽ không có cay. Mực xé thì cái chị 390 ký, cái chị mua bao nhiêu em cân bao nhiêu. Còn mực cán này thì nó vô hộp sẵn là 250g là 150.
Ok chị Tho đặn. 2 hộp khô mực. Mực cán nha chị. Đây. Cái thiết kế cái hộp kem kit 22 nó sẽ như thế này nha các chị đẹp nha. Một hộp như thế này nó là 50ml. Nè các chị ấn xuống kem nó sẽ tự động nó trào lên. Ừ, nó vừa hợp vệ sinh mà nó vừa tiết kiệm cho các chị. Đó, dạng của nó là như thế này, các chị chỉ xài. Cái chị ấy cũng được em á thì em hay vỗ vỗ vậy cho nó dễ thấm vô á, nó thấm dễ thấm vô da của mình hơn. Rồi, ok ha, cái chị chỉ cần thoa vậy luôn. Nãy em mới rửa mặt xong nè, thôi để em xài luôn, em chống nắng luôn. Rất là ok luôn ha, rất là dễ xài. Cái này chủ yếu là nó dưỡng cho cái chị nha. Chỉ có 250 thôi, em đang thanh lý giá 250 đó. Chị thấy nó thấm vô da của em chưa? Đó. Dưỡng ẩm, nâng cơ, xóa nhăn và chống lão hóa. Hẻm 3 con số 1 chứ không phải hẻm 11 nha em. Khách đi kiếm hẻm 11 là không có đó. Rồi, cái chị đẹp nhà em đó. Chỉ cần như thế này thôi. Đó, xong rồi đó các chị. Hai trăm rưỡi. Rất là dễ sử dụng. Ok chị Tho đặn một hộp kem kit luôn. Đó cái chị xài cái này là cái chị khỏi cần phải xài thêm kem chống nắng. Nếu mà chị nào ở trong nhà không á thì cái chị xài cái kem chống nắng chị số 30 này là ok rồi. Còn đi ra ngoài thì cái chị chịu khó cái chị 3 tiếng cái chị sử dụng một lần với em ha. Đắp 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 lên vậy thôi, rất là dễ cái chị. Rất là dễ sử dụng. Yeah. Mực rim cốt dừa bao nhiêu một ký? Dạ 390 chị Nguyễn Dung ơi, mực xé nước dừa là 390 một ký. Chị đẹp nha. Hàng này là của Malaysia nha các chị đẹp nha em. 600 giá công ty là 650, 649 đó là coi như 650. Em thanh lý cho các chị em còn tầm khoảng 30 hộp. Nha, 30 hộp. Em cũng hay xài cái bữa trưa em xài cái này nè, dễ đó, chị xài chỉ cần một bước thôi là vừa dưỡng ẩm. Vừa dưỡng ẩm vừa nâng cơ luôn và vừa chống nắng luôn đó. Nha, dễ sử dụng. Rồi cô Thương Yến, con chốt cho cô Thương Yến một hộp kem luôn. Sáng ngon nhưng hơi ngọt hả chị? Tại ghim với nước dừa á, chị Linh Mỹ, ghim với nước dừa á. Chắc tùy theo khẩu vị đó, tùy theo khẩu vị của cái chị em ăn thì em là không có thích ăn ngọt nha. Nói chung là em không có thích ăn ngọt. Nhưng mà cái với cái này thì em thấy là nó cũng không có đến nỗi là ngọt nha, nó cũng vừa ăn. Và nhiều khi mấy chị không thích ngọt thì mấy chị sẽ không thích, tại vì cái này là em ghim với nước dừa nha các chị đẹp. Em ghim với nước dừa nha. Còn chị nào mà tại vì em thấy cái này thì em thấy là đối với em thì nó vừa, nó không phải là đồ ngọt nha các chị, nó là món mặn nha, nó không phải là món ngọt. Lập thưởng chị Hương Mai ơi, lập thưởng ngày mốt em mới về hàng. Lập thưởng chị đặt gì thì chị đặt trước giúp em nha, tại vì em nhận đơn là em không có đặt dư. Cái chị đặt số lượng em đọc, em chốt đơn xong là bữa nay, chiều nay em sẽ đặt hàng. Ngày mai, ngày mỗi sáng mốt là lò trả đơn đó là em sẽ gửi cho cái chị. Một hộp kem kit em chốt cho chị Nguyễn Dung luôn. Đây nha cái chị.
cái chị cái này cái chị muốn ngon á thì cái chị có thể chấm với tương ớt, còn cái chị chấm với nước tương gì nãy con bé em nó nói á là rất ngon. Còn cái này là em, cái này là mực xé nước dừa nha, riêng nước dừa đó là chị ăn nó thì nó sẽ ngọt à. Chị nào không thích ăn ngọt thì sẽ thấy nó ngọt, còn chị nào mà thấy nên bình thường thì sẽ ăn thấy bình thường. Em ăn thì em thấy bình thường, mặc dù em cũng không thích ngọt. Cái này không phải nói để quảng cáo nha, có sao thì em nói vậy nha mấy chị, chứ không phải nói để cái chị mua nha. Còn chị nào mua rồi thì cái chị dùng thì cái chị cho em cái phản hồi. Còn chị Linh Mỹ không thích ăn ngọt thì có thể là thấy nó ngọt nhiều nha. Với lại em thêm một phần nữa là em ghim nước dừa nha các chị, nên nó sẽ ngọt. Đó, đồ ăn thì nó tùy theo khẩu vị thôi các chị, chứ mình cũng không có đánh giá được là nó ngọt nhiều ngọt ít nha, tùy theo khẩu vị của mỗi chị. Ví dụ như em bán khô, bán đồ ăn đi, mà em bán cho 10 chị mà 7 chị dùng, 8 chị, 10 chị dùng mà hết 7 chị thấy ngon là coi như cái món đó là ok à, coi như là món đó là ok. Còn nếu như mà 10 chị dùng mà hết là 3, chỉ có 3 chị ok, 7 chị còn lại là chê, là coi như món đó là mình không đạt. Tại vì đồ ăn nó rất là khó, đồ ăn là khẩu vị của mỗi chị mỗi khác. Ok chị Diễm Kiều. Rồi còn chị Đẹp nào đặt thêm gì nữa không? Như em đang chờ, em đang chờ cái khu gà về, chờ đến giờ chưa có. Chờ khu gà về để em like cho mấy chị luôn. Rất là ngon, tôm khô 680 một ký, rất gì đẹp. Rồi em giới thiệu lại nha các chị, em có tôm khô là 680 một ký, cơm cháy 90.000 một túi, một túi thì là 300g tôm cháy sấy siêu giòn, không dầu mỡ nha, cơm cháy sấy trà bông rất là ngon luôn, không có dầu mỡ và nó rất là giòn, nó không có cứng nha các chị. Rồi mực cán, mực cán là 150 trên 250g. Cái này thì nó này là tổng vị cho mình, nó là nó sẽ có hơi cay nhẹ tí xíu nha, hơi cay nhẹ tí xíu. Mực cán. Rồi mực xé, mực xé là 390 một ký, mực xé là 390 một ký. Chị mua bao nhiêu thì em cân cho các chị bao nhiêu. Đây là mực xé ở bên em, rất là ngon, rất là tươi luôn. Rồi vi cá, vi cá nha các chị, 370, ủa 390 một, 370 một ký, vi cá 370 một ký, túi này là nửa ký là 185.000. Rồi cà bông 450 một ký, ngon lắm mấy chị. Cà bông rất là thơm và ngon. Khô gà em chưa về, khô gà 370 ký, cà bông là một hũ nửa ký nha mấy chị, hũ nửa ký nhiều lắm à. Rồi em có nhiều gà, táo đen chắc em hết rồi đó, táo đen em chốt cho chị là hết luôn rồi đó. Rồi kit 22, 250 một lọ 50ml. Mực xé 390 chị Nguyễn Nguyễn. Đạp xưởng 1. Một ký rưỡi. Lạp xưởng chị đặt lạp xưởng gì vậy chị Hương Mai ơi?
Chị Quân Mỹ ơi, tí xíu mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn lại cho chị. Chị đọc lại cho mấy bạn lấy thêm cái gì mấy bạn nhà em sẽ nấu lại ha, để lên đơn cho chị. Chị có muốn thay đổi hay lấy thêm cái gì á, xíu mấy bạn nhà em sẽ gọi lại thôi. Bill ở chợ lấy xuống hết chưa bác? Rồi, cái chị có đặt thêm thì cái chị đặt hay mực cán rất là ngon các chị ơi, mực cán miếng dày lắm nha các chị. Mực cán nha. Miếng dày dặn mà miếng nó bự lắm, miếng nó to. Cán to ra mà vẫn còn bự. Vẫn còn dày ha, lộn, vẫn còn dày. Rồi, táo đen. Táo đen chắc em hết rồi ạ. Nó đây em còn được có 5kg rồi, nãy giờ em chốt cũng nhiều quá. Rồi, em up like ở đây cái chị đẹp nhà em nha. Em cảm ơn cái chị rất là nhiều. Tôm mai quế lộ là 1,5kg. Ok chị Hương Mai. Chút xíu các bạn nhà em sẽ gọi điện để xác nhận đơn cho các chị lại một lần nữa. Nên là lạp xưởng thì các chị đặt kỹ giúp em nha. Lạp xưởng là các chị không có thay đổi được. Lý do là các chị biết sao, em nhận cái số lượng đó là em đặt đúng số lượng đó em về cho cái chị thôi, tại vì về đợt này là đợt cuối cùng mình nên em không có đặt dư, em đặt đúng số lượng cái chị đặt em về em trả đơn à. Lạp xưởng là em có lạp xưởng tôm và lạp xưởng heo luôn nha chị. Lạp xưởng heo là em có lạp xưởng truyền thống là 190 kg, lạp xưởng hầu lô với lạp xưởng trứng muối là 200, còn lạp xưởng tôm là em có một loại còn thôi là tôm mai quế lộ là 200.000 một ký. Chị Hồng Thúy live stream đồ thì thường là em sẽ có hai cái khung giờ live trên một ngày nha chị. Buổi trưa là 11 giờ và buổi tối là 7 giờ. Chị nha, em có hai khung giờ trong một ngày. Nhưng mà thường mấy ngày cuối tuần là em hay nghỉ, thường tối thứ bảy, tối thứ bảy hoặc là chủ nhật gì đó thì kiểu mấy ngày đó em giống như làm nguyên tuần hơi đuối đuối là thường em sẽ hay nghỉ trong một trong hai ngày đó thôi. Còn bình thường ngày thứ ngày này kia em hay live là hai khung giờ, 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Chị nha. Em mới vừa like quần áo xong em xuống em like đồ ăn nè. Đơn của chị Hương Mỹ á, bạn nào lên chợ lấy đi em, chị xong rồi đó, lên chợ lấy bill xuống đi gọi cho chị Hương Mỹ liền giùm chị. Rồi em up like ở đây nha, cảm ơn cái chị đẹp rất là nhiều. Em còn món khô gà nữa nha, món khô gà rất là ngon. Khô gà là 370 một ký, một hũ nửa ký cũng rất là nhiều các chị. Khô gà lá chăm nha các chị, khô gà lá chăm rất là ngon luôn. Mà hàng về chưa kịp nên em chưa like cho mấy chị được. Dạ ok chị Hồng Thúy, em cảm ơn chị Hồng Thúy rất là nhiều. Rồi em cảm ơn các chị nha. Bye bye các chị đẹp nhà em.